Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Đi Xe Cúp. Và đây là xe đạp 3 bánh dành cho người già, người lớn tuổi nha các bạn. Xe đạp 3 bánh nha, đây là dòng xe nội địa Nhật, xe nhập từ Nhật về các bạn, không phải là xe Việt Nam nha. Đấy, tất cả những chi tiết trên xe, xe Nhật thì đặc biệt là những chi tiết trên xe là đều bằng inox hết nha anh em. Đó, điều đặc biệt như thế, đồ đạc toàn zin hết, xe zin Nhật. Cho nên độ bền cao và cái cơ cấu xe lip của nó cũng rất là độc đáo, do kỹ sư Nhật thiết kế cho nên nó rất là nhẹ. Đó, xe dành cho người già, người lớn tuổi, người khuyết tật mà đi xe đạp 3 bánh không được, đi xe đạp 2 bánh không được thì chúng ta sẽ đi xe đạp 2 bánh các bạn. Đó, để nó không có bị té nha. Rất là đẹp và rất là dễ thương nha các bạn. Đó, xe rất là lạ nha. Thì đối với dòng xe này á thì bạn thấy là ở đây nó có cái chiều tăng cao thấp này để cho lên này, người lớn đi cũng được mà trẻ em đi cũng được nha các bạn. Cái con này thì bánh của nó bánh 8 này. Thông số lốp này, này. 47 25 14 nhân 1.75. Bánh 8. Thông số lốp thì nó